Nông dân xin chào, hôm nay xin mời quý vị về huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để cùng gặp gỡ chàng trai trẻ và đầy nhiệt huyết Nguyễn Hoàng Huy Lộc. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn, nhưng khi thấy những khó khăn của bà con tại quê hương, anh đã có một quyết định vô cùng táo bạo, đó là rẽ hướng sang làm nông nghiệp. Quá trình khởi nghiệp chạm đến thành công như ngày hôm nay. Với mô hình trồng cây đinh lăng, không dừng lại ở đó, khi nhận thấy tiềm năng của cây bồ công anh đã không ngần ngại gieo trồng phát triển thêm trà túi lọc bồ công anh để làm phong phú thêm sản phẩm. Nông dân xin chào quý bà con ạ. Vinh đang có mặt ở một cái vùng nguyên liệu của bà con trồng cây đinh lăng. Và chính cái cây đinh lăng này thì anh Huy Lộc sẽ bắt đầu phối hợp với bà con, từ đó chế biến ra các cái loại trà mà để giúp cho chúng ta có những cái tác dụng tốt trong cuộc sống á. Bây giờ anh Huy Lộc sẽ chia sẻ sâu hơn về cách trồng cũng như là cái vùng nguyên liệu phối hợp với bà con thế nào. Để chúng ta có được cây đinh lăng lớn như thế này, đến thời gian thu hoạch được thì chúng ta phải trải qua một quá trình trồng từ cây con. Đến khi mà thu hoạch được thì chúng ta ít nhất cũng phải có từ 1 năm trồng. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu thu hoạch từ từ. Cứ sau khoảng từ 3 đến 5 tháng thì chúng ta có thể thu hoạch được lần thứ hai. Và những cái lá mà chúng ta có thể thu hoạch được thì nó cũng không được quá non và cũng không có quá già, vì cái chất lượng trà sẽ phụ thuộc vào thời gian thu hoạch lá. Đây, đây là một trong những cái lá mà chúng ta có thể sản xuất trà được tốt nhất. Chúng ta không có được sử dụng cái lá quá non như thế này thì nó sẽ làm cho mất cái giá trị của cái chất lượng trà. Và thứ hai nữa là cái sản phẩm trà được của chúng ta làm ra thì sẽ bị hao rất nhiều nguyên liệu của người nông dân trồng cho chúng. Và chúng ta cũng không nên sử dụng cái lá mà nó đã bị héo vàng như thế này. Không còn chất đúng không? Không còn chất nữa. Nè, cứ bà con để ý kỹ ở cái khu trồng này là có cái là gọi là trồng chen với các cái loại cây khác á. Thì chúng ta sử dụng cái việc xen canh cái cây trồng với cái đinh lăng này á, thứ nhất là nó tiết kiệm được cái diện tích trồng, và cái thứ hai nó là đảm bảo được cái độ nắng đủ để cây nó thích hợp với cái sinh trưởng của nó. Giống như cây đinh lăng của chúng ta mà quá nắng á, thì nó không phát triển được cái lá, lá nó rất là nhỏ và nó không có được tốt. Còn nếu như quá mát, nếu như quá mát á, thì nó chỉ có việc là xanh mãi và nó không, nó rất là lâu để chúng ta thu hoạch lần tiếp theo. Bởi đó là lý do để chúng ta xen canh vào, chúng ta vừa tiết kiệm được cái diện tích và thứ hai là giúp cho cây nó sinh trưởng tốt hơn. Còn bây giờ xin mời quý bà con cùng với anh Huy Lộc đi thu hoạch những cái lá chất lượng để về chế biến. Kỹ thuật trồng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cực kỳ cao. Không những thế, đinh lăng còn là dược liệu quý trong nhiều bài thuốc đông y với dược tính cao, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi số lượng gieo trồng quá nhiều dẫn đến cung vượt cầu đã tạo ra rất nhiều bài toán nan giải cho thị trường. Ngay bây giờ, mời quý vị trở lại sân khấu của Nông Dân Xin Chào để gặp gỡ chàng trai trẻ đầy sáng tạo Nguyễn Hoàng Huy Lộc để xem anh đã làm gì để giúp bà con giải bài toán khó này nha. Xin chào, xin chào, xin chào, Nông Dân Xin Chào. Xin chào quý bà con, như vậy là chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Nông Dân Xin Chào, một chương trình rất hấp dẫn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và ngày hôm nay, hãy chào đón một chàng nông dân chính yếu thưa quý vị, đó chính là Nguyễn Hoàng Huy Lộc đến từ Vĩnh Long. Cùng với người kết nối của chương trình xin được giới thiệu nghệ sĩ Thanh Hằng. Thưa quý vị, tuổi trẻ tài cao, Nguyễn Hoàng Huy Lộc đã mang cho mình những thành tích đáng nể. Đó chính là người sáng lập thương hiệu trà Đinh Lăng Trường Ái, bên cạnh đó đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ cộng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện hết sức thú vị. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Nông dân xin chào. Xin chào quý bà con, xin chào những vụ mùa bội thu, chào những cơ hội mới. Chúng ta cùng nắm tay nhau đưa nông nghiệp Việt Nam vươn lên tầm cao mới. Nông dân xin chào. Chào dân hội mới. Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân. Chào, xin chào, nông dân xin chào. Mình lúc nào cũng có một cái ly trà ấm nóng để bắt đầu câu chuyện cho nó rơm rã. Hôm nay không biết là Lộc thấy như thế nào với cái lời chào đầu của nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ quá trời, gọi là xuất sắc luôn á. Xuất sắc luôn á. Chị Thanh Hằng thân mến, đây là một người làm nông nghiệp trẻ, không có còn chân lắm tay bụt mà nắm bắt rất là nhanh cái xu thế hiện nay, bắt đầu từ cây đinh lăng. Bây giờ chị có những cái thắc mắc chị muốn hỏi em liền, cái cơ duyên gắn bó gì đâu mà em gắn bó với cây đinh lăng? Dạ, câu hỏi thì con xin thưa,
chị đi, chị em đi. Em xin lỗi chị nha. Cơ duyên nào em gắn bó với cây đinh lăng? Thật ra cái chuyện mà làm trà đinh lăng như thời buổi hiện tại thì em bắt nguồn từ cái việc thấy người dân của mình trồng nhiều cây đinh lăng quá. Do trước đây có một vài cái công ty từ nơi khác đến bao tiêu cái sản phẩm của cây đinh lăng ở quê hương em trồng. Khi mà họ thu hoạch được một hai đợt rồi thì công ty nó không còn bao tiêu nữa. Sao mà người dân vẫn còn khốn khổ như vậy thì thấy xót cho người dân quá. Nên từ đó em mới suy nghĩ ra mình dùng cách nào để giúp người dân của mình bớt được cái gánh nặng. Thì em đã bắt đầu nghiên cứu để làm trà đinh lăng như hiện nay. Hiện tại em mua tất cả các vườn trồng đinh lăng ở trong huyện của em và giúp cho người dân của mình, ngoài cái việc giải quyết được cái lá đinh lăng để họ trồng đến ngày thu hoạch thì họ có thêm thu nhập ổn định hàng tháng. Chị nhìn thấy con người này có một cái tâm đạo đức trong đó. Dạ. Luôn luôn lúc nào cũng muốn giữ nguồn cội. Mỗi một góc trời quê hương nào đó mà có mỗi một thành viên như thế này cũng càng giàu to nha. Đất nước sẽ càng phát triển nhiều hơn nữa. Dạ. Đinh lăng nó có giá trị gì cho cái thị trường tiêu dùng hiện tại? Em có thể phân tích cho chị biết được không? Vì trong thời buổi hiện tại bây giờ chúng ta có quá nhiều cái chất hóa học xâm nhập vào cơ thể. Cái đinh lăng nó có thể giúp thanh lọc cơ thể nè, trị mất ngủ. Rất là tốt. Có nghiên cứu ha chị ha. Có nghiên cứu. Nhưng mà bây giờ mình chế tạo ra được đinh lăng như thế và dùng hiệu nghiệm cho những cái bệnh mất ăn, mất ngủ, dạ, cái nọ là sức khỏe. Nhưng cái đầu ra nó có khó khăn không? Thưa chị, đầu ra cho thời buổi hiện tại bây giờ nó cũng gặp một số khó khăn do cái việc công nghệ 4.0. Tuy nó phát triển thiệt, giới trẻ thì sử dụng nhiều nhưng mà người lớn tuổi thì chỉ có một vài người người ta sử dụng nhiều. Nhưng mà cái sản phẩm này á lại tốt cho người lớn nhiều hơn là cho giới trẻ. Như vậy thì khi mình làm cái thị trường như vậy thì chắc chắn là mình phải có cái cách, phải không chị Hằng? Để có cái sự quảng bá, dạ, quảng cáo lên. Vậy thì mình có thể mình phát triển cái mô hình du lịch sẽ có được rộng rãi nhiều hơn nữa. Nghĩa là mình sáng tạo đây mô hình khác. Ý chị là vậy đúng không? Dạ. Đúng rồi đó. Ý chị sao mà như ý em? Ủa vậy hả? Trời ơi. Hiện tại bây giờ em đang có tổ chức tour du lịch trải nghiệm tại vườn đinh lăng của nhà em luôn. Em thấy có hiệu nghiệm như thế nào không? Dạ, sau đợt dịch tới nay á là có rất là nhiều đoàn đã đến với cơ sở của em. Tuy nó không có lớn, không có nhiều, mỗi đoàn khoảng chừng hơn 10 người. Và em cũng mong muốn điều đó. Tại vì nhiều quá em không xuể để lo hết. Càng ít nhưng mà chất lượng nó cao. Đúng. Khách đến du lịch tại cơ sở của em á thì khách sẽ ra vườn nè, khách tự hái lá đinh lăng theo hướng dẫn, tự làm luôn đó. Rồi khách về khách tự sơ chế, rồi khách tự chế biến cái sản phẩm trà đinh lăng theo như cái quy trình bên sản xuất của em. Tự tay người ta làm. Có người ta làm được. Đó, người ta mới cảm nhận chính sự thật bằng tay mình làm để về mình, dạ, uống. Nó cũng có một cái sự tin tưởng nhiều. Nó đã hơn không chị? Nhưng mà có là phải nhìn thấy cái điều gì thì mới lựa chọn hướng du lịch sinh thái với đinh lăng. Mình phải có lợi thế gì mình mới làm vậy? Cái lợi thế hiện tại của em để tổ chức du lịch trải nghiệm á là cái vườn đinh lăng nhà và cái vườn đinh lăng bao tiêu cạnh nhau. Có thể mình kết hợp với nhau để cùng phát triển được. Cái thứ hai á là khách đến tự tay làm trà và khách còn được sử dụng các món ăn được chế biến từ lá đinh lăng nữa, như là thịt bò xào đinh lăng nè, hộp vịt chiên đinh lăng nè, rồi lẩu mắm đinh lăng. Đinh lăng mình làm vậy đó, rồi mình có phát triển thêm về máy móc thiết bị, nghĩa là nó nâng cấp lên phải không? Nâng cấp lên đó, đó. Dạ. Lúc trước thì em còn đi gia công người khác để làm trà đinh lăng, nhưng mà sau đó thì em đã được sự hỗ trợ từ tỉnh là em đã chuẩn bị cả một cái hệ thống để sản xuất trà túi lọc như ngày hôm nay. Thật sự mà nói nha, với những người trẻ chị Hằng, em nghĩ là cái niềm tin và cái công việc họ đặt vào đó nó không chỉ đơn giản là giúp cho bà con ở vùng đó có thể tận dụng được cái nguồn nguyên liệu, mà còn là mong muốn còn vươn xa ra nữa. Khi nghe chàng trai này chia sẻ nãy giờ, chị cảm thấy như thế nào về những người trẻ làm nông nghiệp thời đại mới? Giống như chị hỏi mà chị cũng để ý chàng trai, dạ, Lộc này nha, dạ. Thì khi mà mình hỏi đúng tư tưởng của em ấy đó, đúng theo cái chuyên nghiệp của em ấy thì tự mắt sáng rực lên vậy đó. Phải nói rằng là một cái tinh thần thế hệ trẻ các em đã tạo nên như thế này rất là giỏi. Và riêng về em thì em mong là sẽ có thêm nhiều những người trẻ làm nông nghiệp, chọn nông nghiệp để khởi nghiệp. Vì đó chính là lợi thế của đất nước chúng ta, đó chính là tiềm năng của đất nước chúng ta. Chính xác. Dạ, và chúc cho Lộc sẽ làm thật tốt điều đó. Và chẳng những đưa cây đinh lăng được phổ biến rộng rãi, chẳng những trong tỉnh mình, các tỉnh lân cận, mà còn vươn ra thị trường thế giới nữa, về một cây dược liệu có ích cho đời. Xin chào, xin chào, xin chào, nông dân xin chào. Ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều cách để làm nông nghiệp phải không nào? Ứng dụng công nghệ cao, nắm bắt thời cuộc và đặc biệt là nông dân thời đại mới luôn có những cách làm rất mới, rất trẻ. Và Nguyễn Hoàng Huy Lộc là một người như vậy thưa quý vị. Đặc biệt ngày hôm nay anh sẽ mang đến một tiết mục mà có lẽ tôi tin rằng hết sức là hấp dẫn vì được bật mí là đã tập mấy tháng nay rồi. Bởi vì với sản phẩm Đừng Nói Xa Nhau, với sự góp mặt của giọng ca mượt mà Dương Hồng Loan thì Huy Lộc sẽ thể hiện như thế nào? Hãy cùng đến với Nông Dân Xin Chào. Thank you.
Tiên mà một cái chương trình rất là đặc biệt như thế này của đài truyền hình Vĩnh Long, bản thân Hồng Loan cũng rất là hồi hộp. Dạ. Mình là người chuyên nghiệp, mình cũng áp lực chứ đừng nói chỉ có anh nông dân. Dạ. Em hãy nói cái cảm giác của mình như thế nào khi được đứng chung hát với Dương Hồng Loan, giọng ca này bà con miền Tây mình mê lắm. Thật ra đứng ở trên sân khấu như ngày hôm nay á, em đã chuẩn bị rất là kỹ, rất là sẵn sàng. Nhưng mà đứng trước người đẹp á, đứng hát với người đẹp, Dương Hồng Loan. Dương Hồng Loan. Dạ. Xong rồi mới được người đẹp ở phía dưới tiến lên chúc mừng. Được. Được, được. Có lẽ là chỉ có tại sân chơi của Nông Dân Xin Chào thì mới có sự kết hợp đặc biệt này, và những nghệ sĩ của chúng ta gần hơn với những người nông dân, đặc biệt là nông dân thời đại mới, tận dụng nắm bắt những cái thời thế của thị trường, những cái nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để mình biến nó thành những cái thương phẩm có giá trị. Chúc cho Lộc cũng như là công việc khởi nghiệp của mình từ nông nghiệp, từ cái đinh lăng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa nha. Và quý vị đừng quên hãy đón theo dõi Nông Dân Xin Chào trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, những câu chuyện đầy hứng khởi về những người nông dân thời đại mới. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe lời chào của chúng tôi, đó chính là Nông Dân Xin Chào. Chào vận hội. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào, xin chào, xin chào, chúng